xin nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Gia Đình Tài Tử. Trước khi kết nối với các gia đình khác, Quỳnh Linh sẽ kết nối với thành phần ban giám khảo: nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, ca sĩ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Xin mời quý vị hướng về màn hình làm quen với gia đình đầu tiên. Hiện nay thì Lý Thanh Thảo đang có mặt tại phường Tăng Nhân Phú B, quận 9, và chúng ta sẽ đến gặp gỡ gia đình của chị Lan Hương. Em chào cả nhà. Dạ cảm ơn em. Nhà mình chị nào, tên là chị Hương ạ? À? Chị là chị Hương. Dạ, còn anh? Anh là anh Châu. Còn chị là chị Nga. À, chị là em chị Hương thì chị cũng là thợ may nhưng mà cũng rất là thích ca hát. Em là Phương Nhạc. À, em thích nhất là ca hát và đặc biệt là những bài hát về quê hương. Là thử thách của chương trình Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Yeah! Xin chào cả nhà. Cô thấy điều gì hay nhất trong chương trình Gia Đình Tài Tử? Dạ, Gia Đình Tài Tử thì nó để lại cái dấu ấn cho khán giả là mỗi một miền nó có một cái vị nó đặc sắc. Thành phố mình hay không? Dạ, để lát coi mới biết. Đội hỗ trợ của mình tên là gì? Dạ, tên là Đồng Đội ạ. Xin mời quý vị hướng về cánh cửa chào đón đội hỗ trợ Đồng Đội. Anh đi bộ đội vào năm nào? Anh đi bộ đội năm 1978 ở chiến trường Campuchia. À, anh phục vụ trong quân ngũ bao nhiêu năm? 3 năm. Và ngày hôm nay hy vọng rằng đội hỗ trợ sẽ cố gắng để cho đội hỗ trợ hết sức mình để giành lấy chiếc vé vào vòng thi tháng cho đội đến từ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Ai đứng như bông dừa tọng dài bay trong gió. Phi Phụng xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Đối với quý vị khán giả, Phi Phụng đang đứng ở xứ nào nè? Xứ nào mà có dừa nè, rồi có tóc dài bay trong gió. Mà mình không có tóc dài, mình có tóc ngắn cũng bay được. Tại mình ở sông mà, sông gió quá. Bây giờ Phi Phụng xin mời quý vị khán giả theo chân Phi Phụng tới Bến Tre thăm nhà chị Phan Yến. Ồ, đông quá ồ, xin chào cả nhà. Trời ơi, ta nói đúng là xứ dừa ha. Dừa bạc ngàn, ở đi ngoài đường là dừa không, mà vô đây cũng dừa nữa nè. Dạ, dạ con cảm ơn, dạ con cảm ơn. Ơi, ta nói nó ngon, từ ở trong nó ngọt vô luôn. Bây giờ là phiên bản mới nè. Vậy này á, chương trình sẽ thử thách gia đình một cái bài hát. Nó sản xuất năm 1981. Mà của nhạc sĩ á, là người Nghệ An mà viết cái bài này, nó rất là gần gũi với chúng ta ở xứ này. Không lẽ Nguyễn Văn Tý? Không lẽ Nguyễn Văn Tý? Nguyễn Văn Tý thì bài gì? Giang Biển Bến Tre. Giang Biển Bến Tre. Trời ơi hay quá! Hôm nay nghe sứ giả xuống nè. Dạ. Đây là bánh tráng, một trong những đặc sản của Bến Tre. Trời ơi. Em vô này đồng tên chị Phụng, Tuyết dạ, Phụng. Dạ, cái chị có Phụng mà đẹp mà ngon à. Dạ. À, gửi mấy quý vị về một miếng làm quà đấy anh. Dạ, cảm ơn anh gửi. Dạ, gửi tặng gia đình phải không? Dạ, cảm ơn anh. 2, 3, yeah! Đội này hình như là âm thịnh dương suy à. Dạ, xin chào cô Yến à. Cô có tham gia bộ đội gì không cô? Không có tham gia nhưng mà cũng có lên giao lưu chút chút. Giao lưu là giao lưu ở lúc giao nào? Giao lưu là lúc mà người ta đánh giặc về, người ta mỏi mệt rồi cái thì mình vô mình đem tinh thần văn nghệ vô mình phục vụ người ta, thì người ta phục vụ tới mình vậy đó. Xong mình vô mình biểu diễn cho các cô chú bộ đội em đúng không? Đúng rồi. Lý do tại sao hôm nay mình thiếu nam quá vậy à? Khi đi làm chỗ này chỗ kia trong gia đình rồi cũng không có ở nhà, không có điều kiện về để tập vợ cơ Quyền Linh. À, các anh đi làm hết rồi. Giờ còn các chị đi thi là chính. Xin hỏi đội hỗ trợ hôm nay là đội tên gì? À, đội hỗ trợ bữa nay là đội hoa dừa. Một hình ảnh rất là đặc trưng của quê hương Đồng Khởi. Ai thiết kế bộ đồ này vậy? Dạ, cô Kim Yến ạ. Mình thiết kế mình may luôn đó hả? Dạ không có, thuê ạ.
Cô Linh xin mời hai gia đình ta giao lưu chút xíu để ta hiểu về nhau hơn. Tôi tên là Thiện Thanh, năm nay 29 tuổi. Quê em thì cũng ở Bến Tre. Lúc mà em thấy những cô gái mà tóc dài thướt tha ở quê mình bước lên đây á, là em có cảm giác rất là nhớ quê em. Chị nói ở Bến Tre mà ở huyện nào chị? Dạ em quê nội em là ở bên huyện Chợ Lách ạ. Chợ Lách hả? Dạ. Ngồi nữa cho xin số điện thoại. Đó, cái đó là chính đó. Đến đây chưa thì mắc cỡ như vậy. Tự nhiên vừa xin số điện thoại chạy mất tiêu là sao? À, bạn có gia đình chưa vậy? Không, cái này anh Quỳnh Linh anh xúi em. Ủa gì vậy? Gì vậy gì đổ thừa cho Quỳnh Linh? Giờ chứng kiến Quỳnh Linh anh xuống. Mình thì có gia đình hồi năm ngoái rồi. Rồi. Thôi bây giờ xuống thiệt á, không dám nói nữa. Còn chồng không sao, không sao, không sao. Có tôi lo cho. Có gì đâu, mình có gia đình rồi mình làm bạn bè thôi. Đúng không? À, bạn có gia đình rồi, ở đội bển còn bạn nào chưa có gia đình không? Bây giờ bạn cứ chọn đại đi. Thì tôi không biết chọn sao lầm nữa như bạn nữa chết luôn. Cứ chọn đại đi bạn, ai cũng có gia đình hết rồi đó. Thôi thôi thôi. Còn bây giờ thì xin mời hai bạn, chúng ta sẽ bốc thăm xem đội nào thi trước và đội nào thi sau. Đội đến từ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh là đội thi đầu tiên và đội đến từ Bến Tre là đội thi thứ hai. Chúc mừng hai đội. Nhận được thử thách là ca khúc Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, gia đình chị Lan Hương vừa mừng vừa lo. Mừng vì nhận được một thử thách đúng tủ với sở trường, lo là để làm mới lại một ca khúc cách mạng đã quá quen thuộc không phải là điều dễ dàng. Để tiện cho việc tập hợp đội hình, chị Lan Hương đã mượn sân khấu của trụ sở khu phố 2, phường Hiệp Bình làm nơi tập luyện. Với thâm niên là đầu tàu trong các phong trào văn nghệ, chị đã tập hợp được một đội hỗ trợ rất có kinh nghiệm, đặc biệt là anh lính có nước da ngăm đen này. Chị Hương cũng là một người chị mà hồi xưa và tất cả các phong trào thì cũng dẫn dắt mấy đứa này để mà tham gia. Thì hôm nay thì bên gia đình chị Hương cũng có nhờ để mà hỗ trợ. Thì bên đây sẵn sàng hỗ trợ cho cả đội đi thi. Chiến trận bao nhiêu là áp dụng hết vô trong bài này luôn á. Gia đình có vẻ đã rất tự tin với phần hát. Còn phần múa thì... Múa thì bây giờ hiện nay đội cũng còn hơi lập chụp đó. Đội sẽ cố gắng là vừa lấy lại cái phần mà diễn xuất thì vừa lấy cái phần ca luôn. Đến hôm nay nữa là buổi luyện tập thứ 5 của gia đình. Trong lúc mọi việc đang có vẻ rất thuận lợi thì một sự cố xảy ra. Một thành viên trẻ của đội đã bị chật tay do bị ngã. Đúng lúc chỉ còn 2 ngày nữa là lên sân khấu. Chết nó. Thôi không được đâu. Đó, đó anh tính giật ra vậy đó. Không được, không được. Đi chụp phim đi, đi chụp đi, kiểm tra rồi sao. Sự cố này thật đúng là một khó khăn lớn. Đội đã có mặt đông đủ và có cả anh chàng bị ngã chật tay hôm nọ. Anh chàng chỉ đến cổ vũ hay là vẫn tham gia cùng đội? Bây giờ chị thấy vậy, khỏe rồi. Chị bị sơ sơ mình một tảng ngoài thôi. Thì em có với thuốc rồi nó cũng bớt rồi. Chị có hồi hộp đôi chút. Tại vì chị chưa biết đối thủ mình ra sao. Nhưng mà đồng đội của chị bây giờ là 99% rồi thì chị cũng y vậy luôn. Mặc dù đội nói 99% chứ tôi tin chắc là 100% đội đã vững tin hết rồi. Đi học về là đi học về. Con hứa bạn đi học mới về. Giỏi quá. Con hứa bạn con đi học mới về. Giỏi quá. Bà ơi, bà đang làm gì vậy? Bà đang giá lại chiếc võng của ông đó. Bà ơi, chiếc võng này đã cũ lắm rồi. Để con nói ba mẹ cho bà chiếc võng mới nha. Cảm ơn cháu. Cháu biết không, chiếc võng này á, tuy đã cũ nhưng đối với bà thì nó rất đẹp và quý báu vô cùng. Vì đây cũng là vật kỷ niệm của ông và bà trong thời kháng chiến đó các cháu à. Bà ơi, vậy bà kể cho cháu nghe đi bà. Bà kể đi bà. Bà nhớ cái năm đó bà vừa tròn 18 tuổi. Lần đầu tiên bà gặp ông của các cháu tại một điểm dừng chân trên cánh rừng Trường Sơn. Sau một cơn các đồng chí ơi, chúng ta tới điểm dừng chân rồi, nghỉ các đồng chí ơi.
phóng trên đường Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thăm, đường ra chân mùa đây đẹp lắm. Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây, Trường Sơn Tây anh đi. Hương em, hương em bên nấy mưa nhiều con đường mà gánh gạo, mũi bay đường ra cho dài mà tay áo. Hết sao rồi em có lấy mang không? Còn em thương bên tay anh mùa đông, đưa ghé cả mũi bay lên đó. Biết lòng anh say miền đất lạ, là chắc em lo đường trước bước thu. Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cay gạt nước rúa đi nỗi nhớ. Mũi bay rừng già cho dày mà tay áo. Hết rau rồi em có lấy măng không? Còn em thương bên tay anh mùa đông, nửa khi càng bước bay lèn đá. Biết lòng anh say miền đất lạ, là chẳng em lo đường chẳng bước thu. Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cay gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về xưa xưa, mỗi riêng tư. Từ bên đêm đưa sang bên nơi anh, những mình đoàn nối nhau ra tìm kiếm, như tình yêu đôi lời vô tận. Đông Trường Sơn ơi, Tây Trường Sơn. Đã đến giờ lên đường rồi các đồng chí ơi. Thời thanh xuân của ông và bà là vậy đấy các cháu à. Đầy gian lao nhưng cũng rất tự hào. Đã biết bao đồng đội đã anh dũng hy sinh để chúng ta có được ngày hôm nay đó các cháu. Bà ơi, bà kể hay quá bà ơi. Phải cảm ơn gia đình mình đã kể lại một câu chuyện mà đối với Thanh Hoa thì tưởng như ngày nào. Cái cách vào đầu của ca khúc này gia đình mình đã dàn dựng rất là nghệ thuật. Kể cả hai cháu lẫn bà kể chuyện cũng nghe nó có gì nó rất là thân thương, gần gũi, không bị diễn kịch. Nhưng mà chỉ tiếc là khi bắt đầu vào hát thì lại bị mất một chữ đầu. Và còn một điều nữa là khi hát bè luôn luôn bị phô, nó không ăn nhầm gì với giai điệu chính. Giá như không cần hát bè cũng được, mà thà là nó hát đều nhau thì lại còn dễ chịu hơn là hát bè mà phô. Rất dung dị, bác vào đầu rất hay ạ. Nhất là cái cháu không phải là dân nhạc sĩ nhưng mà bác vào cái tông e của bác khi mà vào kể cho câu chuyện ấy, nó vào rất đúng cái nốt nhạc đầu tiên của cái nhạc dạo. Câu chuyện đầu và cuối đều hay, tất cả đều hay. Chỉ có hát hơi dở thì... Không phải là gia đình hát dở đâu ạ. À. Nhưng mà gia đình không có phân chia đúng theo trình tự. Có nghĩa rằng bè nữ thì mình chia hai cô bè đuổi thôi. Hai cô còn lại là hát chính. Chứ mình vừa bè xong cái mình hát chính liền mình hát không có kịp. Tại vì khi mà chúng ta đuổi thì ở một cái bè khác, rồi hát chính là một cái bè khác, nó nhảy quãng thì chúng ta sẽ không làm kịp. Giọng nam cũng vậy. Có thể là mình chia solo xong rồi lát nữa những cái câu sau á, chúng ta nhập chung, chúng ta hài hát tốt. Và xin cảm ơn gia đình đã cho chúng ta một tiết mục như thế này.
là đội ngũ văn nghệ nổi tiếng tại xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Nhưng lực lượng văn nghệ tham gia kỳ này là những phụ nữ từ 40 trở lên, nhưng tinh thần rất sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Với ca khúc Giáng Đứng Bến Tre, gia đình không biết vui hay buồn mà sao mọi người không ngại tập luyện mà chỉ lo làm công việc may che lá thế nhỉ? Nghe Phượng ơi buồn quá. Bà vậy? Giáng Đứng Bến Tre, nặng mưa mốt mình tập. Bà đó mưa mốt tập đó hả? Sữa, mỏ không ta? Làm gì? Tóc dài ai xó ngang dây, phải người con gái. Một. Mới xuống xe tình hình sức khỏe nhà mình như thế nào ạ? Khỏe mệt quá trời. Vậy rồi tí sao mà vậy? Quá chuyện phấn khởi quá thì chắc cũng quên ví dụ mà sai xong. Quá trình luyện tập thì nó cũng có khó khăn, giống như người này mắc việc này, người mắc việc kia đi trễ nãy vậy đó. Người ở xa lắm, không có ở trong một chỗ, đứa trên thành phố, đứa ở dưới quê vậy đó. Để tập trung xuống nó cũng có hơi khó khăn vậy, nhưng mà phải cố gắng cho nên mới vượt qua và hoàn thành. Đội hỗ trợ của mình thì hỗ trợ về mặt cộng tác với đội và cổ vũ tinh thần cho cả đội luôn. Lần này nói chung là đi cũng hy vọng cao quá chị, khoảng chừng 99.9%. Cũng 99% luôn. Chị cũng vậy luôn, 99% mà chị. Chơi hết mình thôi, có nhiều chơi hết nhiều, nhưng mà nói phần trăm này chưa dám. Có một phần luôn, nhưng mà vì cuộc chơi phải hết mình, vì gia đình. Thì hiện giờ là mình đang chuẩn bị lên sân khấu rồi, thì tâm trạng của cô lúc này như thế nào ạ? Lúc này thì mặc dù cũng còn mệt nhưng mà phấn khởi lắm. Thấy các đội bạn thi mình rất là vui vẻ, phấn khởi, mà hy vọng. Oh,
ngọt ngào, rất dịu dàng và tha thước, giống như là giáng đứng Bến Tre. Xin chúc mừng gia đình. Xin mời ban giám khảo. Gia đình mình làm rất hay. Mặc dù tôi không phải sinh ra, lớn lên và tôi chưa hề đến Bến Tre, nhưng tôi hứa rằng tháng 11, tháng 12 này tôi vào thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn và tôi sẽ về Bến Tre. Bởi vì tôi yêu Bến Tre qua các bạn. Xin cảm ơn. Thế này phải về Bến Tre thôi. Nhất là cái giọng của bạn đơn ca thì là rất là xuất sắc. Đây là một bài hát nam hát không phải dễ, nhưng các bạn nam hát rất mềm mại và cũng rất rõ lời. Và chỉ có một điều hơi một chút gợn là giá như chị Kim Yến chậm lại tất cả những động tác của mình và mỗi ít thôi, thì nó sẽ đỡ cảm có một cái cảm giác là hơi rối. Dạ, cho phép Vũ Quốc Việt hỏi là gia đình mình có thành viên nào làm về ngành du lịch không ạ? Không có hả? Việc cứ cảm giác rằng gia đình chúng ta là một gia đình chuyên về làm du lịch thì phải. Nói chung là tất cả các sản phẩm mà dừa Bến Tre là phơi bày hết. Mà không biết là 2, 4, 5 phần quà này là lát nữa có tặng cho anh Quyền Linh và ban giám khảo cũng như ban tổ chức hay không? Nếu mà có thì tặng lẹ lẹ chứ không anh Quyền Linh lấy hết. Đấy, biết cô Hoa điệu nên tặng cái túi nè. Đúng rồi. Đúng ra là các bạn phải tặng anh Vũ về cái muỗng dùa kia kìa. Cho tôi được nói thêm một chút. Chị yên tâm ạ, ở góc độ của Trung ấy, thì chị lại rất hay. Cái tấm lòng nó không phân biệt già hay trẻ. Nhưng mà đặc biệt Trung rất ấn tượng với anh đấy, anh đang cười đấy. Anh hát rất say sưa, anh rất yêu Bến Tre. Và thế. Và điểm thứ hai Trung muốn nói với anh, với các anh chị thế này nữa. Không nhiều gia đình trong chương trình Gia đình Tài Tử hát những ca khúc nói về quê hương mình mà giới thiệu được nhiều như gia đình mình. Đất nước Việt Nam mình cả một cái rừng vàng biển bạc, cả một dải chữ S, và không, tôi đi rất nhiều nước rồi nhưng mà không có nước nào mà được tỷ lệ được biển nhiều như của mình, mà biển xanh cát trắng đầy ra không quảng bá được. Thế mà Bến Tre rõ ràng là kẹp giữa một vùng miền Tây cũng chủ phú, nhưng Bến Tre không phải là một tỉnh chủ phú lắm, nhưng các chị các anh đã quảng bá được tất cả những cái thương hiệu của mình, cho dù là nó rất đơn sơ, nó mộc mạc, nhưng rõ ràng tự nhiên chúng tôi muốn về Bến Tre xem Bến Tre thế nào mà con gái xinh thế. Anh không được đẹp lắm nhưng hát hay thế. Hàng không được đắt tiền lắm nhưng mà sao mà nó mộc mạc, nó giản dị đáng yêu thế. Gia đình mình còn ai còn muốn nói gì với chương trình nữa không ạ? Trước khi mà chị lên đây thi ở dưới quê Bến Tre, bà con nông dân nói là đi lần thứ hai mà không được nắm tay Quyền Linh thì về sẽ đập chết. Cho nên bây giờ xin phép cho chị được nắm tay Quyền Linh một cái. Quyền Linh. Hơn cả nắm tay. Thì chúc mừng phần biểu diễn của hai đội. Đầu tiên sẽ là khả năng ca hát dành cho đội đến từ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. 9.5, 9 và 9. Số điểm dành cho đội đến từ Bến Tre. 9.5, 9.5 và 9.6. Khả năng sáng tạo dành cho đội đến từ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu. 9.5, 9.5 và 9.5. Khả năng sáng tạo dành cho đội đến từ Bến Tre. 9.7, 9.5 và 10. Đội đến từ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh là 56 điểm. Đội đến từ Bến Tre là 57.8. Chúc mừng. Cảm ơn những thành viên của đội đến từ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và chúc chúng ta thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin mời nghệ sĩ Tô Chí Trung cùng với nhạc sĩ Vũ Quốc Việt gửi tặng món quà dành cho gia đình. Xin mời nghệ sĩ Nhan Thanh Hoa sẽ lên trao chiếc vé vào vòng thi tiếp theo của Gia đình Tài Tử với gia đình đến từ Bến Tre. Quý vị thân mến, chương trình Gia đình Tài Tử do công ty MCV tổ chức thực hiện đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.